1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 1, 2. Rồi đi. Mọi người bảo Quyết mua thêm cho vợ chồng Antonio bát đũa với lại là xoong nồi đây. Nhưng mà không cần phải mua đâu mọi người, bởi vì là các bạn có rồi. Các bạn ấy có cái nồi trắng tinh nhá. Các bạn không mang xuống dưới này á. Các bạn ấy chưa chuyển về đây, các bạn chưa mang về đây. Nếu ai xem video của mình thường xuyên, mọi người thấy là mình vào trong nhà bán ở trên thành phố đây. Có một bộ xoong nồi sáng choang. Sáng choang luôn. Tại vì không có gì nấu bao giờ. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhé. Mình là Quyết Bonito, còn đây là Quỳnh Châu Phi. Ta. Xin chào mọi người ạ. Ok, đây là Maria mọi người ạ. Hiện tại nhà hai vợ chồng mình lại đến đang ở khu nhà của Antonio và Maria. Vẫn còn một chút việc sửa chữa ở bên nhà của ông cụ bên cạnh, nhà bên hàng xóm bên cạnh, nên là hôm nay chủ nhật mình lại đến sớm. Nay mình đến mình có mang theo cả một chút đồ ăn nữa. Mình đang nấu bò sốt vang theo kiểu của Quỳnh. Vâng. Bắt đầu Quỳnh cho rượu vang và cho thịt bò, cho mọi thứ vào đây rồi. Nó đang sôi rồi. Mình sẽ ninh cho nó thật dừ. Để chút nữa mình cũng có mang đến cả bánh mì nữa. Bánh mì rất là nóng, rất là ngon. Để mọi người hôm nay mọi người sửa chữa xong cái nhà đấy thì mình sẽ cùng ăn nhé. Nói chung là hôm nay chưa chắc là đã sửa chữa xong cái chỗ túp lều đấy đâu mọi người. Bởi vì là mình muốn lập tôn ở đấy cho ông cụ. Thế nhưng mà hôm nay các cửa hàng mình đi này, các cửa hàng ở trong thành phố người ta đóng cửa hết. Các cửa hàng bán tôn thứ người ta đóng cửa hết. Bởi vì là chủ nhật. Ở bên này cái chủ nhật là cửa hàng cứ đóng cửa nhé. Cho nên là muốn mua bán cái gì thì đợi sang thứ hai. Ôi dồi ôi, xong rồi sang thứ hai còn phải muộn cơ. Mà thứ hai thì mình lại đi làm rồi này. Không thì cái này thu xếp thế nào. Mình cũng muốn xong sớm cho ông cụ sớm có nhà ở đấy. Thật ra cái nhà đấy thì trong sức của mình cố gắng hoàn thành càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Vì nó không phải là quá là phức tạp. Vì mà, thực ra nó chỉ là cái túp lều thôi mà mọi người, chỉ là thôi. Cái túp lều thôi, túp mình tranh thủ dựng lên cho ông ấy thôi. Bởi vì là như lần trước xem video của anh Phong quay từ lâu rồi thì tưởng là khi mà hai vợ chồng về thì ông đã dựng được rồi, nhưng mà cuối cùng thì ông vẫn chưa dựng được. Chưa dựng được, mình thấy ông đang tạm bợ, đang dựng mấy cái que, cái cọc lanh quanh ở cái chỗ vị trí cái nhà cũ bị đổ đấy. Mà chưa có cái gì cả. Mà thấy ông ngày nào ông mỗi ngày đi về vác một cái tre, đi từ sáng đến chiều về vác được một cây tre hoặc vác được một cây củi để gom vào, chắc là để sang năm mới xây được mất. Bà lão thì thật ra bà lão, hai ông ở đấy có hai vợ chồng nhá, có ông lão và một bà lão. Thì bà thì cũng yếu, bà yếu lắm rồi, yếu hơn ông cơ. Bà bình thường thì mình sang hôm trước còn không biết là bị đau bụng đi ngoài, nhưng mà bà ở đây xong rồi bà phải đi vào trong thành phố để đi khám bệnh. Khám bệnh xong thì mình cũng không biết rõ là bà khám ở đâu, ở trong một cái trung tâm nhỏ thôi, nhưng mà khám xong thì lại không có thuốc, không có tiền để mua thuốc. Thế đành là lại vòng về ở cái xóm, ở cái làng này. Thế xong rồi cứ ngồi đấy thôi, cả làng kêu là bà ốm, bà yếu lắm rồi mà chỉ có đi ngoài thôi, mà cũng không có thuốc, không có gì cả. Thế hôm đấy, đúng hôm hai vợ chồng mình về thì mình cho bà ấy uống thuốc đi ngoài, uống thuốc điều trị cho bà ấy khỏi đau bụng, khỏi đi ngoài rồi thì tươi tỉnh hơn. Nhưng mà nói chung là bà đấy cũng bà lão cũng thuộc diện là yếu, bà cũng không góp phụ được cho ông cái nhà ấy được, cũng không phụ cho ông được nhiều cái chuyện nhà cửa. Thế thì mà anh Quyết, hay là hôm vừa rồi thì hai vợ chồng mình có bàn với mọi người ở đây thì mọi người nhất trí là sẽ vào giúp ông ấy. Mình gọi là chủ mưu, anh Quyết chủ mưu nhỉ? Ừ, chủ mưu. Anh Quyết chủ mưu rủ mọi người vào trong đấy, mọi người phấn khởi. Ông bầu xô. Vào bàn bạc thì bảo mọi người, thế là mọi người cũng rất là nhất trí. Ở đấy thì có thêm mấy vị hàng xóm xung quanh nữa, mọi người đều xuống tay vào để làm. Đấy.
bình thường thì không có mình động viên, không có mình chủ xô thì mọi người lại để đấy chẳng ai làm, chẳng ai giúp, chẳng ai giúp cả, chẳng ai động đậy gì cả, mà cũng mọi người cũng không phải là quá bận đâu, có khi cũng ngồi đấy bụng để nói chuyện thôi, ngồi đấy để làm cái gì đấy thôi, nhưng mà cũng không ai làm động tay động chân gì cả, cũng không phải là do thiếu tiền đâu nhá, nhưng mà ở bên này mọi người là như thế. Nó là một cái là... mức độ là mọi người là, tức là mọi người không nghĩ đến ấy. Không biết việc gì làm trước, việc gì làm sau. Vâng, không nghĩ đến, không cái gì là biết là cái gì là cần thiết. Đấy. Không biết cái gì cần thiết, không biết cái gì làm trước, không biết cái gì làm sau. Cái gì cũng lồm cồm, chất đống chất ấy nên bắt đầu là cuối cùng thì cuối cùng là không làm được cái gì cả. Cái câu chuyện nó là như vậy đấy. Thế thì hôm nay là buổi làm thứ hai của cái nhà đấy rồi. Thì hôm qua thì đã làm gần xong rồi, cái lều. Mình nói là cái lều là đúng hợp lý hơn. Cái lều đấy, sửa lại cái lều cho ông. Thế là bây giờ là hôm qua Ne Tù với lại Paji Nhù Sa Vin Bì nhận lương thứ thì đi về thành phố rồi. Hôm nay ở ngoài bên dưới này chỉ còn mỗi Maneni với Antonio đang sửa ở trong kia thôi. Rồi, thật ra hai người là sửa cũng được rồi. Tại vì cái hôm qua cái khung cột cái cọ để chặt ở trên rừng trên nương mang xuống này, rồi là có cây tre, mọi thứ là đầy đủ hết rồi. Bây hôm nay chỉ gói ghém lại cho nó đẹp hơn, nó gọn gàng hơn thôi, đúng không? Mà nó cũng phải mất công một ngày nữa, nếu mà có hai bạn ấy là giúp là ông cũng nhanh, chứ ông cụ yếu lắm, ông cụ không làm được. Quan trọng là chắc là phải đợi thứ hai mọi người, tí nữa mình đi vào thành phố một lần nữa xem có tôn không thì mình mua tôn luôn, còn không thì phải đợi thứ hai thì mới cho Antonio đi mua tôn được để lợp lên đấy cho ông cụ được. Vì cái nhà như thế nó ta chắn được gió, chắn được mưa bên ngoài rồi, nhưng mà cái mái này mình cũng không có đủ trình độ để mình đan cái mái bằng lá cọ, cho nên thôi mua tôn cho nó nhanh, nó cũng nằm trong cái khả năng của mình mà, nên mình ấy cho nó nhanh. Như video lần trước mình cũng nói với mọi người ấy, thực ra thì mình cũng muốn giúp đỡ xây ở đấy cho ông cụ với lại mấy người ở trong đấy, mấy cái nhà bằng đất nó cũng nhỏ nhỏ hơn, cũng kiểu tương tự như của nhà tôi thôi, nhưng là nhỏ hơn mọi người ạ, nhỏ hơn, nhưng mà quan trọng đấy là đất của ông trưởng bản, ông cho mọi người ở nhờ đấy, cho nên là mọi thứ để phải hỏi ông trưởng bản xem ý ông thế nào đã thì mới làm được, còn không thì cũng chịu thôi nhé mọi người nhé. Tại vì là ông trưởng bản ấy là ông đấy, ông có đất ở trong thành phố rồi, là ông đi ra ngoài này ông lợp mấy cái túp trên lều tranh đấy để ông đi làm nương làm rẫy ở trên này thôi, ông đi lên trên nương trên rẫy xong là cuối tuần ông đi về trong thành phố. Thỉnh còn thoảng ông ấy vẫn họp đấy nhỉ anh ấy, thỉnh thoảng em thấy ông bảo ông vẫn vào trong thành phố để họp đấy. Ông là trưởng bản thì ông hay đi họp ở trong đấy mà. Với lại mình chưa vào nhà trong thành phố của ông cơ, ông ở đây ông có đất rộng lắm nên là những người ở đấy là cũng thuộc diện là anh em của nhà ông đấy, nên là ông cho ở nhờ ở đấy đấy. Anh em họ hàng đấy. Thế cho nên là muốn xây nhà to hay nhà bé, nhà đất hay nhà gạch thì ở đấy nó phải hỏi ý kiến của ông ấy. Hôm trước thì mình cũng hỏi ý kiến của ông là để cho tôi dựng lại cái lều đấy cho ông cụ kia thì có được không, thì ông đồng ý đấy. Ok. Đây nha mọi người, vào bên trong thì đây, Maneni. Đây ông cụ đây nhé. Tất cả các cái bên cạnh đây thì xong hôm qua rồi. Ta muito bonita, tipo vietnamita. Bà đây em để cái nón ở đây, bà thích bà đội thử tí. Đấy, đây là bà cụ. Với lại đây cụ là đây chủ nhà. Chủ nhà này đấy. Lão chủ cái lều này. Đây là em gái của bà này, em gái của bà Sô bà. Đó. Còn đây ở bên trong thì Antonio đang đan nốt ở trong này mọi người. Janice pro experimentação. Ok. Antonio chào mọi người đi. Ok, xin chào mọi người. Xin chào. Estamos de última casa do Papa Sumba. Papa Sumba. Só falta meter chapa. Aqui só estamos já tapar buraco pouco que sobrar. Bạn đang ở bên trong
cho nó gọn gàng ở bên trong. Không, không. Thế xong là ngày mai ngày kia cho các bạn đi vào tự để nâng cao cái nền này lên một tí, đắp ít đất vào. Ở trên này thì cho mái tôn vào. Đấy, mình như nãy mình đã nói thì mình khả năng của mình không biết đan bằng cái này và các bạn nên lại càng không đan được. Nên là chúng ta không chơi bằng toàn bộ bằng cái lá này được. Giúp ông được đến chỗ nào thì giúp thôi. Mọi người trông Maneni làm việc nhé. Maneni có quả quần rất là đẹp, quần mốt của bên Angola đấy. Chuyên gia mặc quần tụt như thế này, làm việc cũng tụt. Mọi người để ý video của mình ấy, thấy rất là nhiều anh chàng mặc quần tụt như kiểu của Maneni. Rất là đẳng cấp. Maneni nhỉ? Tên cao Samu Tubo à? Say đi cue cả tam bình. Cười không nói gì nữa. No es cueca. Cueca. No es cueca. Bạn bảo đấy là không phải quần nót mà là quần xịp à, mà là quần đấy, quần đùi nhỏ. Nhưng mà bên này là hay có cái kiểu mốt này lắm đấy. Bây giờ mình lại quay lại chỗ cái bếp của Quỳnh mọi người ạ. Thì ở đây là Quỳnh đã nấu xong chưa em? Xong xuôi rồi đấy anh. Xong xuôi. Đây à? Và em ngồi ninh từ đấy, có cái đợt này thịt nó cứng quá. À đây à? Bây giờ mềm hết rồi. Ninh cái này phải đến 4-5 tiếng rồi còn gì nữa. 4-5 tiếng đồng hồ rồi đấy. Này cạn rồi này. Nhưng mà bây giờ là mình với Antonio với Manini Chan mọi người ạ. Vì mình vừa đưa Antonio vào trong thành phố để tìm cái tấm tôn lập cho nhà ông cụ á, thì mai sau hai ông đi vào trong đấy thì cũng tìm được tôn nha mọi người nha. Cũng có một quán người ta mở cửa. Anh ấy ở đâu vậy? Anh gặp được ở đâu? Thì có một quán mở cửa, vô tình lúc đấy người ta đang chuẩn bị đóng cửa thế là lại gặp. Kiểu ông này ông ra ông làm cái gì ấy. Cũng may cho mình, em may cho họ. Thế là cũng mua được mấy tấm tôn để về lập tôn bây giờ nhá. Thì Maneni ở trong kia thì chắc là Maneni làm xong ở trong đấy rồi, bây giờ là chờ mình với Antonio vào để lập tôn thôi. Thế hôm nay sẽ làm xong tôn cho ông cụ đấy. Thì cái tôn đấy thì nhà bằng cọ đấy thì cũng chỉ đắp lên xong là nẹp thôi, không làm gì đặc biệt đâu. Quan trọng là chỉ có cái mái để cho đấy thôi. Ừ, có cái mái chống mưa thôi. Rồi ta đợi Antonio về nhé. Xếp gọn những cái tấm tôn cũ thủng lỗ chỗ ra đấy. Để ông lợp lại rồi mà. Mình mua tôn mới chứ cái tôn cũ đấy thì cũng không thể làm được. Tôn cũ thôi bỏ đi. Rồi mình sau khi mà mua tôn xong thì mình bỏ của chạy đến người thì mình chạy về đây trước. Antonio với lại cái anh chàng chờ thì đi sau nha mọi người nhá. Dẫn đường à? Rồi chàng thì đợi. Bây giờ mình đợi một tí. Mình vào trong đấy đi để xem thế nào. Maneni mostra você já fazer como ali dentro. Ra cabala dentro. Maneni acorda rápido. Já, vamos. Você. Vamos, eu ainda não comi. Rápido. Rápido, vou te bater. Chắc là lúc mình mới đi xong thì Maneni chắc là đi vào trong này ngủ đấy. Cho nên là điều động Maneni bây giờ đi ra ngay. Không được ngủ. Aki. Nghe tiếng động cơ có to quá. Aki. Cái xe chở tôm đã đến rồi mọi người ạ. Làm láo loạn cả một vòng lên. Một vùng đang rất là yên tĩnh. Entra li fazia che. Fica aqui. Mọi người cùng đi ra bên này. Então. Você ajuda que trazer ali dentro, já? Đây rồi. Anh này anh ấy mai, biết nhà của aqui. Antonio là anh phải thả vào đây. Trazer sapa vai lá dentro. Aqui fazer fazenda. Esse fazer e levar fazenda. Esse aqui. Esse aqui. Boa tarde, amigo. Trazer dentro. Tá tudo bem? Tá bem. Ok. Ok. Trazer dentro. Sim. Vai lá, trazer dentro. Anh này anh ấy say rượu sao vậy? Không. Bánh bonito.
estimativo. Bem bonito. Sim, está bonito. Para fazer esse país como lá, né? Cuidado. Tudo, tem que calma. Não, não, dobra ainda. Não, baixa essa. Baixa só esse lado. Baixa. Cuidado, cuidado. Có 6 tấm tôn thôi mọi người, 6 tấm tôn thôi. Cái nhà này nói cho nên mình chỉ mua tôn trắng thôi, chứ không mua tôn đỏ làm gì. Vâng. Tôn trắng thì nó không bền bằng cái tôn đỏ. À, thật ra nhà nếu mà kiên cố thì mình lập tôn đỏ, còn cái này tạm bợ thôi. Cái này là nó hợp lý hơn ấy. Vì mà cái, có cái này là phấn khởi rồi. Vì cái lều đấy thì chắc là cũng chỉ được có mấy năm rồi. Và một cái pha gia cao bao thì tạm bệnh. Nhìn này cũng bóng loáng như ai ấy nhỉ. Rằng cái tôn này vào trong cụ ông phấn khởi. Você mete lá né? Não. Não aqui. Anh này, anh ấy. Cuidado já. Cao mà, sim. Cuidado. Tá bom. Đây. Ok. Anh đã. Bem bonito. Um, dois, um, dois, três, quatro. Hai, một, hai, một, hai. Rồi, đi. Rồi, mình sẽ cùng mọi người đi vào trong này luôn. Đó. Assim vai sobrar, Antonio. Vai sobrar. Dạ. Vai sobrar um. Sao? Met nào? Mete ali sai em cima. À, nếu mà cái này mà Antonio, thừa. Antonio nghe thừa một miếng Antonio sướng. Có gì mình sẽ để hưởng ké một tí đúng không? Ta kia mete aqui. Cái anh này anh ấy cứ đi nhầm từ nãy giờ. Esse é a chapa para meter. Papá, essa presente para você, já? Essa presente para você. Meter ali, chapa. Tá. Essa chapa não. Essa chapa presente para você. Sim. Essa é chapa. Não entendi bem. Mas dá. Eu compro no cidade. Obrigado, com Antonio. Muito obrigada. Tá bem. É casa dele. Já agora que vamos que ajudar a meter tudo aqui, já. Obrigado, já. Eu não sabia. Não, espera. Você vai me agradecer, vai poder sair. Tá bem, tá bem. Viria aqui até aqui primeiro. Nada. Ok. Mas só uma opinião, seria até se fosse só uma. Tá bem, agora tem que meter. Agora. Para ter casa. Vamos cortar. Viva. Vamos cortar. Já está feito, mas... Ah, pode dobrar, sim. Dobrar. Đây rồi, đội ngũ thanh niên đã sẵn sàng chuẩn bị ở đây nhá. Có cả ông chú nhà xóm nữa. Cuidado, já, cuidado. Cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người. Đây rồi, ông lão ở trong này. Precisa cuidado. Rồi, ông lão đã đứng đợi sẵn ở đây để cùng một tay với mọi người sẽ lập cái máy, lập cái tấm tôn này lên. À, xin xe cả. Xin xe cả. Porque quando fazer aqui o ás... Pode ser de tutinho. Assim chega. Sobrar pouco, pouco. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Pode ser do tempo dele. Vai dar, vai dar. Eu queria que um bom aproveitamento da chapa. É, para não estragar as coisas. Pode ir tipo da chapa de cota da água. É. Só uma. Porque a obra já está feita. Entendeu? Pode ir do tipo da chapa de cota da água para não estragar. Ok. Qual é? Não, vai chegar assim. Vai chegar assim. Vai chegar. Đây. Dobra. Ở trên này mọi người đang ướm thử cái không khí rất là sôi nổi. Đang ướm thử cái máy vào. Hôm nào có vừa không? No vosso kit. Não vai. Não vai. Mané thì ngồi trên đỉnh kìa. Mặc áo vàng chóe rất là nổi bật. Ồ. Oh. Mané đi con tay. Antonio còn đu thử mấy cái xem là nó có chạy.
ăn không hay là bạn định làm gì đây? Ôi. Vettore. Sì. La cosa fi. Tá aqui. Các bạn ấy rất là nhiệt tình nhé mọi người. Eu já mando você cortar para você. Tá aí. Thế bây giờ làm sao vậy? Gặp lại. Sẽ gặp lại đúng không? Vai mãe. Tá bom. Ở trên mái có ba thanh niên này. Aqui tá bom. Mọi người sẽ phối hợp với nhau. Tá bom. Ông chú ở dưới này có vẻ chạy đôn chạy đáo. Venha. Tá aqui. Rồi, anh Quyết ở dưới chỉ đạo gọi là lấy mốc cho mọi người để mọi người làm. Sợ là cân. Cảm ơn, cuidado. Dá só mais a uma, que fala. Dez. Até daí que eu dou, senhor. Eu não disse, você joga. Não, quando peguei aqui, quando está largando. Mọi người đã đưa được hết các cái tấm lợp lên trên rồi. Có thể là... Mọi người mà nhắc ông cụ đi ra ngoài nhưng mà ông vẫn... Pai, pode ficar aqui para jovem soa? Yeah, tá bem. Mostra a ferida. Pouco. Nada. Isso vai ser. Então, pode sentar. A outra já não vai. Ông cụ cứ xúm lại để làm với mọi người, thành ra nó cứa vào tay chảy máu. Hiện tại thì các cái tấm tôn mọi người đã được mọi người đưa hết lên trên rồi. Bây giờ sẽ sắp xếp lại và mọi người sẽ dùng cái gỗ để chèn nó lại thôi. Chèn cho cái tấm tôn này nó sẽ chắc lại. Já não tem desse tipo de som. Só tem o grosso. É comprido também. Pode vir. Mỗi ngày ông cụ là cứ đi kiếm những cái cây gỗ, cây tre này để vác về nhà. Hôm nay đã có sự dùng đến. Đó. Pode lá, tisum. Essa lá do I é aquele lá do amarraço. Góc bên này là anh chàng áo đen với lại anh Quyết đang đứng ở đây. Còn bên kia là có Manen với lại Antonio, mấy ông bạn, một ông bạn hàng xóm nữa. Sô akuma công nghe sa. Tá bom. Buộc bằng cái này cũng được à? Vâng, ok. Sô primeiro công nghe sa ni.
Đó. Entonces, se puede decir una pescaría. Você dá de favor, de favor. Sim. Tá bom, vamos comer. Tá bom mesmo, você casa na mãe dele. Sim, casa na mãe. Tá bom, dá. Pode pegar. Foto, já. ông bạn say rượu mà kia nhé mọi người. Hôm nay ông bạn ông hỏi là chúng ta ăn thịt gà mái hay gà trống. Nhưng mà mình tặng cái mái tôn này bây giờ là ông gọi là như thế nào nhỉ? Mời mọi người con gà. Ok, tá bom. Lớp gì mà này nọ đấy? Galo. Aquele velho. Aquele que já tá velho. Ah, tá bom. Aquele que tá bom, aquele mata. Dá, pode apanhar. Você apanhar. Depois Antônio vai matar, já? Vem galinha, vai galinha. Vai galinha. Ah, tá bom, galinha, não faz mal. Galinha. Rồi, chốt đơn. Vẫn tiếc con gà chốt. Dạ, pode amarrar agora. Aqui dá a cama, vamos comer já. Đây nha mọi người. Xong rồi. Chỉ ở cái này thì xong rồi. Nẹp mấy cái cây lụa bên trên thế nào nó vững rồi. Ở trong như này là kín. Aqui tá bom. Aqui tá bom. Đó, như trong này là kín mấy sáng này, như thế này là được. Nên là, nói chung là ở một chút túp lều thì ta như thế này thôi mọi người ạ. Thế thôi. Dạ. Thế là mình cảm thấy là nó cũng hơi ưng ý mình đối với một cái túp lều như thế này nhé. Rồi, nó cũng không cố định, nó là không cố định nên ta làm như thế mọi người ạ. Mừng cho ông cụ vì là ông cụ có cái túm lều này với cái mái tôn mới để thay thế cho cái lều mà nó bị sập đi rồi đấy. Đây. Đó. Chọn lại để đậy lại đây này. Đó. Và đằng sau kia một ít nữa. Nó hàn xỉ hết rồi. Thôi có cái tấm mới này cũng gọi là có tí phấn khởi cho ông cụ. Khi mà cái tô này nó hỏng thì cái nhà này nó cũng đổ là vừa. Không vấn đề gì cả. Ôi trời. Vậy là thử thách để mà xây một cái lều ở châu Phi nha mọi người. Trong vòng 2 ngày như vậy là thành công. Mình tưởng là hôm nay sẽ không xong được cơ. Nhưng mà coi như là một cái buổi cuối tuần rất là ý nghĩa. Rất là bận rộn và rất là ý nghĩa. Rồi. Ông cụ vẫn cứ lọ mọ động tay động chân vào để giữ cho mọi người. Đó. Đây được rồi mọi người. Thế là cũng xong rồi. Đập mấy tấm tôn này lên đơn giản thôi. Nói chung là cái này bảo cắt đi mà ông bảo không cắt, ông bảo để đấy cho ông ấy. Tá bom. Vamos deixar. Ok. Này như thế này là vững đối với một cái ngôi nhà tranh nhá. Cái này chỉ cần sửa soạn lại một tí nữa là ok thôi. Còn cửa thì ông cũng thích tự ông làm, thế nên là để tự ông làm nhé. Papa, senti como? Quando que dói dia já acabar essa casa? Tá se sentindo bem. Não vale a pena, graças a Deus. Não é fácil. Casado, não é fácil. Não é fácil. Não, não é fácil. Porque não sei se Deus vê de onde. Já, ok. Yeah. Tá bem, eu também senti a alegria. Hoje já pode que entrar na casa. Sim, já. Pode, à vontade. É só meter a cortina. Hoje ainda vou vir dormir lá só. Hoje Antônio vai dormir aqui, Antônio. Oi, tua ficha. Hoje. Manelinho, tá fazendo o quê? Matar galinha. É, pegar uma galinha. Đấy, bây giờ là Manelinho đi bắt gà của ông bạn ấy kia nha, ông bạn kia ông bảo đi. Mời mọi người một con gà, thế nên Manny đang đi bắt gà kìa. Nhưng mà bây giờ là cái món của Quỳnh mình vẫn chưa ăn kìa. Vâng. Bây giờ em vào lấy món kia vào đây ăn đi. Vâng, nhá, vâng. Để Quỳnh lấy món kia vào đây ăn đã. Vâng. Rồi, bây giờ là bánh mì với này. Prato tem. Ăn chưa, mọi người ăn chưa? Manny thì vẫn đang đi bắt gà. Manny, come. Bạn này không gọi bạn này tí nữa, bạn ấy lại hết phần đi. Hôm nay là ăn cái gì nhỉ? Bánh mì gì nhỉ? Bánh mì với lại thịt bò. Thịt bò mà nó bị cháy rồi đúng không? Không ạ. Nó em đi lên máy Giang đây chơi. Nó rất mềm rồi nhưng mà nó cạn nước lắm rồi. Vâng, xe thôi. Đây gọi là cái gì? Bánh mì sốt vang. Sốt vang, bánh mì sốt vang. Bánh mì sốt vang. Quỳnh thì mãi đi chơi quá. Thế là
Mãi lên đây hả mọi người ơi. Sí, sí, công a Esa bandera y galo, bandera de Bay. Con galo. Agora que agora que mata bicho. Ajuda a abrir isso. O armo foi o gato. Aqui. Só abrir isso. Cái bây giờ là chúng ta xem là mọi người ăn cảm nhận thế nào cái món của Quỳnh này. Trẻ con là thích nhất đi. Sẽ ngon lắm đây. Akama de comer depois você amarrá-lo, já? Não, mata não. Amarrá só. Vai dar. Come ainda. Aqui. Come com pau á. Com pau á. Sim. Không biết chia này có đủ không? Đủ đấy mà. Bao nhiêu thịt mà. Vâng. Nhiều thịt mà, bánh mì hôm nay muỗng nhiều. Vâng. Đấy, bằng vậy là đủ. Vâng. Em, tức là em cho vào một đĩa nhiều quá ấy. Ừ. Assi được kê. Assi pot de dois pessoas comer, sim. Sim. Đấy, đây là hai ông bà già ở cái lều đây nha mọi người nha. Mà nên thì đứng chắn mất rồi. Maneni ơi, đứng đây ơi. Hai ông bà cũng cứ chầm. Bà ấy có vẻ như là cũng không được hay tiếp xúc lắm ấy. Ông cụ thì yếu. Ông cụ thì ngày nào mình gặp cũng thấy đang đi đội một cái gốc cây về. Đợi một cành cây về, một cây tre về. Đây mọi người hay bảo là chuẩn bị một cái bàn một cái gì để ăn lên trên cao cho nó sạch chứ, nhưng mà cái máy cưa của Antonio hỏng cho nên là chúng ta vẫn chưa làm được gì. Ebo cái gỗ cửa ở đây rất là nhiều. Cô gì nhà để mua ra mui tù cô mua Antonio để tao bông bên bông ơi ngon ngon bánh bông bánh gostoso Đây, mọi người muốn một chút. Bên Memu, nó phải là tôi à? Nó mẹ tìm lại à? Cô sẽ mẹ tìm ra được bọn em và nó có gì nhà mày? Đúng đấy anh ạ, mọi người thích món này mà. Món này mềm lắm. À đây, của mình đây nha mọi người nha. Của Quyết đây. Yeah. Thì bây giờ Quyết cũng ngồi đây, Quyết ăn đây. Doctor Tâm Bình. Em Tâm Bình của mẹ Aki. Đây, của mình đây. Trong nền nó sư phao ta bao bộ đồ của mẹ mai anh đã tên á. Ok để xem là cái thịt này có mềm không, mình ăn cái này đã. Mọi người bảo Quyết mua thêm cho vợ chồng Antonio bát đũa với lại là xoong nồi đây. Nhưng mà không cần phải mua đâu mọi người, bởi vì là các bạn có rồi. Các bạn ấy có cái nồi trắng tinh nhá. Các bạn mang xuống dưới này á. Các bạn chưa chuyển về đây, các bạn chưa mang về đây. Nếu ai xem video của mình thường xuyên, mọi người thấy là mình vào trong nhà bán ở trên thành phố đấy. Có một bộ xong nồi sáng choang luôn. Tại vì không có gì nấu bao giờ. Muốn ăn tamay ăn đấy. Đấy, Quỳnh trả lời anh luôn mọi người. Thôi được rồi, video kết thúc ở đây thôi mọi người ạ. Nên là xin chào mọi người nhá. Quỳnh rồi, tạm biệt mọi người nhá. Mình cảm thấy rất là vui. Xin chào mọi người nhá. Phát là xin chào nhá. Xin chào. Ok. Xin chào mọi người nhá. Obrigado. Rồi, mình ăn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay nhá. Rồi. Senta aqui, fatti sentar.